Dạ, mến chào tất cả quý chú chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay con tiếp tục mời quý chú mình ghé lại vườn của chị Diệu Huy, bonsai cây cảnh Huy Hoàng, có địa chỉ tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Hôm nay chị cũng có một số cây giới thiệu đến quý chú, gồm cả hoa kiển, cây ăn trái ha. Trước mắt là một cây tùng rất là đẹp nè. À, cây tùng rất là mịn tàn, seri, mận, nguyệt quế, các dòng cây quen thuộc, dễ xài, dễ chơi quý cô chú ơi. Thì mời quý cô chú cùng bước vào bên trong mình gặp lại chị Huy ha. Rồi, em chào chị. Dạ, em chào anh. Em mến chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ạ. Hôm nay Bonsai Huy Hoàng nha, em sẽ tiếp tục giao lưu cùng quý cô chú anh chị ha. Hôm nay em cũng có tùng nữa nè cô chú anh chị, với nguyệt quế, và có được cái cây trào phúc kiến ha, thì cũng có hạnh, và một số loại cây ăn trái như là sơ ri, me với mặn, kim quýt. Rất mong cô chú anh chị xem clip và ủng hộ em ạ. Số dạ. Điện thoại để cô chú anh chị liên hệ với em là 0939 081 082. Số đó là số Zalo của em luôn ha. Em ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Dạ rồi. Dạ đây, để em giới thiệu cây đầu clip của ngày hôm nay á cô chú anh chị. Thì cây đầu clip của ngày hôm nay đây là một cây trào phúc kiến á cô chú anh chị. Ở quê em thì còn gọi là cây bùm sụm ha. Cây này là lâu năm lắm luôn á cô chú anh chị, tàn ấm mịn nhiều lắm luôn, cốt lớn nữa. Rồi đặc biệt là cây đang trái nhiều lắm ha cô chú anh chị. Đây, để em đo thông số cho cô chú anh chị gõ ạ. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 64 ạ. 64 á cô chú anh chị. Còn cái tán dài á, tán dài em đo từ đây qua đây là được 85 ạ. Này, cây một cốt mà đế đều hết trơn luôn cô chú anh chị, mặt màu cũng có đế hết trơn nè. Đây. Rồi em đo cái hoành thân ngay chỗ này là được 30 á cô chú anh chị. Còn phần đế ha, cô chú anh chị tham khảo nè. Đó, đế bỏ đều tất cả các mặt nha. Đó, cốt cành thì lớn luôn. Đó. Một cây trào phúc kiến ha, cái này thì trái y như sâm trái luôn á cô chú anh chị. Em đo cái cốt lớn cho cô chú anh chị ước lượng được cái độ lớn của độ già của cái cây nghe là 11 cm đó cô chú anh chị. Này, dạ. Nó nuôi tay nè cô chú anh chị, nó mâm mâm tay tay ha, đều hết trơn luôn. Cái dàn xương ở trong thì ấm mịn lắm cô chú anh chị ơi. Cái này về mình sang chậu ha, là mình có một cái cây trào phúc kiến mình chơi luôn. Đó, cây này là trái là em bao trái với mình luôn á, trái đẹp lắm. Nó khi sống thì nó cũng màu xanh, và chín thì nó chuyển sang một cái màu như thế này nè cô chú anh chị. Đó, màu giống như cà phê sữa vậy đó. Đây, dạ mã này là mã 1F đó cô chú anh chị. Thì cây trào phúc kiến này em giao lưu với mình với giá là 4.500.000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Chậu thì em xin được phép đút chậu bó bầu. Đó, 4.500.000 à. Chị ha. Dạ. Biết là già, mình nó dặn luôn. Mấy cái cây như thế này đây cô chú anh chị thì nó lâu năm như lắm luôn rồi đó. Bây giờ trào phúc kiến mà mấy cây nhỏ nhỏ cô chú anh chị còn dễ tìm, chứ mấy cây lớn ha là mình tìm lâu lắm mới có. Thì cái cây nó có mặt cắt ngay chỗ này nha cô chú anh chị. Đó, chỗ này nè. Mặt cắt đó cô chú anh chị. Dạ. Đó, chỗ này ha. Em đã xử lý tha keo cho cô chú anh chị rồi. Đó, một cái mặt cắt ạ. Đây. Rồi, 4.500.000 em bao ship cho cô chú anh chị, em ship toàn quốc á. Chậu em sẽ rút lại em bó cái bầu cây nè, nó thuần chậu lâu năm cô chú anh chị yên tâm mà về trồng ha. Chỉ cần sang một cái chậu thôi. Thì cây này nó nằm ở trong chậu có đường kính là khoảng 55 cm đó cô chú anh chị. Đó, về mình trồng vô chậu 6 vẫn được luôn ạ. À. Dạ, rồi. Rồi em xin phép qua cây luôn nha cô chú anh chị. Đó. Dạ, tiếp theo em lên mã 2F. 2F thì em có một cây nguyệt quế cô chú anh chị. Ở cây này dán thú ha, dán thú nằm dài luôn, đế cắm cắm bỏ đều tất cả các mặt luôn nè. Em xin được phép đo thông số cho cô chú anh chị gõ ạ. À. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 74. Cái tán dài của cây nguyệt của cô chú anh chị, đó, tán dài là được 92 ạ. Dạ. Đây, em đo từ tán bên đây qua tán bên đây là được 92 ha. Cây nuôi tay cành xé bánh hết trơn luôn cô chú anh chị, mà tay nào nó cũng rất là ấm mịn luôn. Rồi em đo cái hoành thân ngay chỗ này là được 32 nè. Em cao cái phần đế nằm ha, đó, phần nằm dáng của con thú á, là được 70 cm đó cô chú anh chị. Đây, nè cô chú anh chị tham khảo nè, đó, đế nó cắm xuống đều tất cả các mặt luôn. Đó, cái gốc nguyệt quế mà nó già, nó đặc biệt là nó rất là liền lạc, không có lũa chỗ nào luôn á cô chú anh chị. Đó, chỉ có một cái mặt cắt duy nhất là ở trên đây thôi, mà cốt cành nè cô chú anh chị có thể tham khảo ngay. Cái cốt này là cái khoảng 90 cm đó cô chú anh chị, lớn lắm. Cái này mà nó em lật lá ha, thì cái này mà nó ra thêm một cái gần lọc nữa là cây rất ấm mịn đẹp luôn. Thì mã này là mã 2F á, cây nguyệt quế như thế này đây em giao lưu với mình với giá 2.800.000 ha cô chú anh chị. 2.800.000 em cũng ship toàn quốc luôn. Cây này khi ship em đóng một cái kiện gỗ của cô chú anh chị để bảo vệ cạnh nhánh cho cô chú anh chị nhận cây an toàn ạ. Dạ. 2.800.000 chị ha. Dạ. Dạ. Cây rất là đẹp của chú ơi. Dạ rồi, em sang mã 3F nha cô chú anh chị. 3F em có một cây hạnh đó cô chú anh chị. Đây. Đó,
Thì cây hạnh này là cô chú anh chị về chân ngay Tết luôn ha. Thì hiện bây giờ trái nó sống, nó còn màu xanh nè. Thì gần tới Tết nó sẽ chuyển ra một cái màu vàng tất cả các cây nha, gực các cây luôn. Rồi để em đo thông số cô chú anh chị gõ ha. Thì cây có chiều cao lên đây là được 49 đó cô chú anh chị. Còn cái tán ngang của cây ha, thì tán ngang là được 54. Tổng cái tán dài của cây là được 90 đó cô chú anh chị. Cây này tàn bay rất là dài luôn, đặc biệt là nó có một cái nhánh ở đây nè cô chú anh chị, nhìn viên cây lắm luôn ha. Rồi em đo cái một cái hoành ở trên đây nghe cô chú anh chị là được 19 cm ha. Đo ngay chỗ lớn ở dưới đây đi cô chú anh chị, cho cô chú anh chị ước lượng được cái độ lớn của cái cây nha. Ở đây là được 24 cm nè. Rồi em kéo dài cái phần đế ra đây là được 44 cm. Đó. Thì nó bị chóc da ngay chỗ này ha cô chú anh chị. Mà cái loại này là hạnh kiện cổ, cây rin, nên cái phần này là nó không có đáng kể nha cô chú anh chị. Đó, đây nè. Cô chú anh chị có thể nhìn tham khảo rõ giúp em này ha. Cây rin không có ghép gì hết trơn luôn cô chú anh chị. Cái lượng trái trên cây cô chú anh chị nhìn mê lắm luôn. Đây, em nghiêng cho mình coi ha. Trái đều hết luôn. Cái này thì từ đây tới Tết thì tầm khoảng 30 mấy ngày nữa là màu xà màu vàng đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Mã này mã 3F. Cái hạnh này em giao lưu với mình với giá 1.900.000 à cô chú anh chị. Em ship toàn quốc cho mình luôn. 1.900.000 thôi ạ. À. Đó, ship toàn quốc luôn. Em đã điểm dây hoàn thiện cho mình rồi. Về chơi ha, hạnh kiện cổ bonsai. Dạ rồi, em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Đây. Dạ tiếp theo ha. Tiếp theo em lên mã 4F. Em có một cây tùng nha cô chú anh chị, một cây tùng Đài Loan ha. Thì cây của clip trước thì em đã bán rồi. Còn cái cây này nha cô chú anh chị, cây này thì nó đẹp hơn nhiều, nó ấm mịn với thân nó cũng to nữa. Để em đo thông số cho cô chú anh chị gõ ha. Thì cây có chiều cao lên đây cô chú anh chị là được 60. Chiều cao 60 rồi, tổng cái tán dài của cây, tổng tán dài của cây em đo như thế này, đây là được 100 đó cô chú anh chị. Tán dài là được 100 ha. Còn cái tán ngang em đo như thế này đây là được 73. Cây này ấm mịn lắm, đang ra lọc non nhiều á cô chú anh chị. Rồi ha. Thì em sẽ đo cái hoành thân ở đây nè. Đây, hoành thân ở đây là được 27 cm ha. Rồi, cây có đế cô chú anh chị ơi, phần đế là được 50 cm nè. Em sẽ nghiêng cho mình nhìn được cái phần cốt cành ở trong nha cô chú anh chị. Đây, cây cốt lớn như thế này đây hết trơn ha. Một cây tùng Đài Loan nha cô chú anh chị. Đó thì cây tùng này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị với giá là 3 triệu đồng. 3 triệu em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Chậu thì em xin được phép đút chậu bó bồng. Cây nó tàn ấm mịn như thế này đây, nó trồng vô cái chậu rất là gọn luôn rồi cô chú anh chị ha. Thì mình về mình sang vô cái chậu khác phù hợp với cái cây này thì nó sẽ đẹp hơn nhiều luôn. Đó. Dạ, một cái tùng Đài Loan rất đẹp của chú ha, đang ra lọc. Rồi, đổi luôn chị ơi. Dạ rồi, em đổi cây luôn ha. Thì cái nào cô chú anh chị không gõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em đi, để em cung cấp hình ảnh cho cô chú anh chị gõ ha. Đó, số có ở tiêu đề màn hình đó, 0939081082. Dạ, tiếp theo em sẽ lên mã 5F. 5F em có một cây nguyệt quế nha cô chú anh chị. Đó, nguyệt quế cái lá này sắn rồi cô chú anh chị ơi. Đó, rồi em đo thông số trước đi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 57. Cái tán dài của cây nha cô chú anh chị, em đo từ đây qua đây là được 70. Cây cũng dáng thú luôn cô chú anh chị, đặc biệt ha. Em xoay qua đây nè, để em dễ đo cái phần mà thân cho cô chú anh chị gõ. Phần thân em đo gót ở trên đây là được 26 cô chú anh chị. Rồi, nè ha, em đo xích ở dưới đây một chút là được 35. Tổng cái phần đế ở đây của cô chú anh chị là được 60. Đó, cây nguyệt nào đế nó cũng cắm cắm hết. Đó, cô chú anh chị nhìn xem tham khảo ha. Cây nguyệt này đế đẹp quá cô chú anh chị ơi. Đó, thì cốt cành đây, cây này là hàng nuôi tay nè. Cốt cành ấm mịn, cũng vừa mới lật lá để điểm dây. Thì mấy cây này là từ đây tới Tết ấm tàn, nhìn nó đẹp hơn nhiều. Cái chậu này nó hơi lớn á, về cô chú anh chị có thể sang chậu nha cô chú anh chị. Đó, mình sang vô một cái chậu khác thì nó đẹp hơn. Thì mã này mã 5F ha cô chú anh chị. Cây nguyệt này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 1.400.000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. À. Đó, 1.400.000 ạ. À. Dạ. Chậu thì em xin được phép hút chậu bó bầu. Dạ à. Rồi. Tài cành già lớn hết trơn cô chú, ổn định. Cây này đẹp lắm cô chú anh chị, về sang vô cái chậu hình chữ nhật á, cây nhìn rất là lực luôn á. Nó da nó trắng phiếu hết trơn luôn. Dạ. Rồi, mình tiếp tục chưa? Dạ rồi, em đổi cây luôn á cô chú anh chị. Em sang mã 6F. À, thì cũng là một cây nguyệt quế luôn. Bữa nay em bán nguyệt quế hơi nhiều ha. Thì cũng gần Tết rồi cô chú anh chị, mua nguyệt quế về cho mình chơi Tết đó cô chú anh chị. Có hoa thơm rất là thơm luôn nè. Rồi, cây có chiều cao lên đây là được 52. Có tán dài của cô chú anh chị là được 60 nha. Cây nguyệt này nó già quá rồi, nó có trái luôn đó cô chú anh chị. Chín nhiều ớt kìa chị ha. Dạ, chùm chùm luôn. Nó về không thích chơi trái thì cắt bỏ cô chú anh chị. Đây.
Rồi em đo cái hoành thân của cây đi. Cái hoành thân của cây là được 26, ngay 26 em tính 25 thôi. Thì cái phần đế nó cũng có luôn nè cô chú anh chị. Đó, đế đều luôn, cây nào cũng có đế hết trơn luôn. Đặc biệt là già hết, có cành lớn hết luôn. Đó thì mã này là mã 6S của cô chú anh chị. Cây nguyệt này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.3 triệu ha. 1.3 triệu, em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Cái tạng trên đây ấm mịn nhiều lắm cô chú anh chị. Trái đẹp lắm, trái hoa trái trái luôn. Giờ dòng này là nụ dài, hoa cánh dài luôn, chứ không phải nụ bầu ha. Cái này thì trái đẹp lắm. 1.3 triệu nghe cô chú anh chị, cây này về mình ép chậu nhỏ nhỏ rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Đó, mã này là mã 6F ạ. Dạ rồi. Dạ rồi, em sang mã 7F với cô chú anh chị. 7F cũng có một cây nguyệt luôn. Đó thì cũng là nguyệt quế ha. Đó, dáng bữa nay mấy cây nguyệt đẹp lắm cô chú anh chị, toàn là ánh tàn hết trơn luôn, về là mình chơi Tết ok liền luôn á. Cây có chiều cao lên đây là được 52 á cô chú anh chị. Còn cái tán dài em đo từ đây qua đây ha là được 68. Cây này cũng có trái nhiều quá rồi. Về cô chú anh chị không thích trái thì cứ cắt bỏ cho em bình thường, không có chuyện gì hết. Rồi em đo cái hoàng thân của cây ở đây là được 21 nè cô chú anh chị. Cây nó có đế luôn, nguyệt già cây nào cũng có đế hết. Phần đế em đo như thế này đây là được 44 đó cô chú anh chị. Cái này về mình cũng khai thác đế thêm đi cô chú anh chị. Em thấy đế nó còn nhiều lắm, đặc biệt là nó già cây rồi. Cái cây nhánh ở bên đây giống như là nhánh tử vậy cô chú anh chị. Đó, cái nhánh này duyên lắm luôn nè. Về cô chú anh chị không thích tay nào, nhánh nào mình có thể lật cắt bỏ ha. Mình lượt lại mình chơi theo ý thích của mình thì cũng rất là ok luôn. Đó, cây là tàn ấm mịn nuôi lâu dữ lắm luôn rồi. Mã này mã 7F đó cô chú anh chị. Thì cây nguyệt này em cũng giao lưu với cô chú anh chị với giá 1.3 triệu đi. Còn cô chú anh chị mua một cặp thì em sẽ bớt lấy lọc với em là 100.000 nữa nghe cô chú anh chị. Đó, nguyệt quế đẹp đẹp già không luôn à. Dạ. Thầy. 1.3 triệu chị ha. Dạ. Thì chậu xi măng như thế này đây là em không có ship hết cô chú anh chị. Em sẽ bó bầu ship cho cô chú anh chị. Cây nó thuần hết trơn rồi nên cô chú anh chị yên tâm ạ. À. Dạ, rồi. Dạ rồi, em sang mã 8F ha. 8F em có em có mặn đó cô chú anh chị. Thì đây là mặn An Phước, em ghép với Hoàng Yến ha. Đó, thì cái giống mặn Hoàng Yến là rất là dễ trái luôn. Chỉ cần cốt nó dài dài rồi cái mình cắt nước vài bữa mình tưới nước lại nó cũng tức mình ra trái nha cô chú anh chị. Đó, cây có chiều cao lên đây là được 58. Cái tán dài em đo từ đây qua đây đi cô chú anh chị. Từ đây qua đây là được 70 á. Cái tán dài của cây mặn nha. Cây đế đẹp lắm cô chú anh chị. Đó, hoành thân là được 32 nè. Còn tổng cái phần đế nha, em là để thước dây như thế này đây, em hạo cho cô chú anh chị rõ ha, là được khoảng 67 với cô chú anh chị. Đó, cái mặn đây là An Phước ha, bo là Hoàng Yến. Đó, rép vô là mục đích là để cho nó có trái, nhanh có trái để cho cô chú anh chị chơi hay mà thích ha. Thì trái Hoàng Yến là trái chùm chùm, trái nhỏ hơn trái An Phước. Thì mã này là mã 8F. Cây mặn Hoàng Yến này với cô chú anh chị, em giao lưu với mình với giá 1.2 triệu với cô chú anh chị. Đó, 1.2 triệu em bao ship cho mình. Cây nó thuần chậu rồi em nhổ lên em bó cái bầu ha. Đó, về cô chú anh chị trồng đi. Từ đây tới Tết rồi nó tức mình ra ha. Có thể là sẽ có bông có trái luôn. Đó. Yeah. Dạ rồi, em đổi cây luôn ha. Em sang mã 9F. Thì bữa nay em cũng được một cặp mặn nữa. Cô chú anh chị chốt một cặp mặn thì em cũng sẽ bớt tiền cho cô chú anh chị ha. Đây thì còn hai cây này nữa là hết luôn rồi cô chú anh chị ha. Đó, mặn Hoàng Yến à. Rồi em đo thông số nha cô chú anh chị. Đây, cây có chiều cao lên đây là được 60 luôn ạ. À. Còn cái tán dài của cô chú anh chị. Đó, tán dài em đo cái thớt ở trên là được 53 ạ. À. 53. Rồi, cái hoành thân cây này nó to hơn, hoành thân nó được 34. Thì đế nó cũng có luôn nè cô chú anh chị. Đó, đế đều nha. Đó. Cái mầm ở dưới đây thì nó ấm mịn nhiều lắm luôn rồi nè. Cái này thì em điểm dây thêm nè. Về nó tức mình nó có thể ra bông luôn nè cô chú anh chị ha. Đó, thì cũng là An Phước ghép bao Hoàng Yến. Mã này là mã 9F ha. Thì cái mặn này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.300.000 đó cô chú anh chị. 1.3 triệu luôn. Đó, thì mua một cặp em sẽ bớt lại cho cô chú anh chị 100.000 ha. Những cái gốc mặn giá này là rất là hữu nghị và mong cô chú anh chị ủng hộ em ha. Bo em ghép cũng lâu rồi cô chú anh chị ạ. À. Bo ghép lâu lắm rồi, cốt lớn hết trơn. Đó. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn ha. Em sang mã tiếp theo. Em sang mã 10F. 10F em có sori nữa nè cô chú anh chị. Đó, mấy cây sori này già lắm rồi cô chú anh chị ơi, nội nhìn cái dàn tàn thôi là cô chú anh chị biết nuôi cỡ nào rồi ha. Cây có chiều cao lên đây là được 46 nè. Tổng cái tán dài của cô chú anh chị, tổng tán dài là được 78 luôn. Đây. Rồi cái hoành thân ha, hoành thân ở đây là được 13. Nó cây nó sửa thân nhìn viên cây lắm cô chú anh chị. Em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn được cái dàn xương bên trong nha cô chú anh chị. Đó, dàn xương nè. Còn cái dàn tàn ở trên là nó ấm mịn nhiều dữ lắm rồi. Thì mã này là mã nhiêu rồi ta? Mã 10F. Mã 10F nha cô chú anh chị. Cây sori này
em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 800 ngàn rồi cô chú anh chị. Có 800 thôi, cây này em ship 200 người cô chú anh chị ha. Đó, rất là to, rất là cồng kềnh luôn. Rồi, mã 10F giá 800 một cây seri. Dạ, tiếp theo là mã 11F. 11F cây này cũng giá 800 luôn cô chú anh chị. Đó, 800 ha. Mà mua một cặp em sẽ bớt với cô chú anh chị là 100 ngàn nữa. Đó, mấy cái này về cô chú anh chị trồng đi rồi nó tự ra ha, có trái à. Cây có chiều cao lên đây là được 45. Rồi, cái tán dài ha, tán dài là được 72 với cô chú anh chị. Còn cái hoành thăng em đó ở đây là được 14 nè. Đó. Rồi, cây này 800 luôn, mua một cặp seri em bớt cho mình 100 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi, em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn được cái dạng xương ở bên trong của cây nè. Đó. Đó, cây nào cũng vậy hết trơn luôn, em nghiêng điển hình là cái cây này ha. Đó, cô chú anh chị có thể tham khảo nè, xương với cốt cành lắm, mịn lắm. Rồi, 11F nha cô chú anh chị, giá 800 luôn. 800 em bao ship cho mình luôn ha, một cặp em bớt cho mình 100 ngàn. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi em đổi cây ha, em sang mã 12F. Rồi 12F em có một cây me nữa. Thì me này cũng có một cặp luôn nè cô chú anh chị, nào mà trốn một cặp thì em cũng bớt tiền nha. Me này me chua á cô chú anh chị. Thì lá già quá rồi nên em lặt lá để cho cây nó ra lọc non, đón mùa xuân cho nó đẹp nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây được 45. Tán dài ha, tán dài thì em đo cái chỗ dài nhất từ chỗ này qua chỗ này là được 57 á cô chú anh chị. Nè, cốt cành lớn ha, thì nó ra một cái dạng tàn như thế này. Đây là cô chú anh chị nhìn rõ được tổng thể cái cây rồi nè ha cô chú anh chị. Đó. Rồi em đo cái hoành thăng ngay chỗ này đi. Hoành thăng ngay chỗ này là được 22 cô chú anh chị. Rồi cây có đế nha, phần đế là được 40. Đó, nó có một cái co lắc ở đây rất là duyên luôn. Nó cây này về cô chú anh chị cũng trồng vô cái chậu chủ nhật như thế này đi. Em thấy nó cũng phù hợp rồi nè cô chú anh chị. Nó cốt cành lớn liền hết, không có một lũa chỗ nào hết trơn luôn nha cô chú anh chị. Đây, còn chỗ này là già quá chóc da nè cô chú anh chị, chóc da me nha. Đó rồi, mã 12F ha. Cây me này ngày hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.200.000. 1.200.000 mua một cặp em bớt tiền cho mình ha. Em còn một cây nữa để em lên cho cô chú anh chị tham khảo ha. Dạ. Rồi, 1.200.000. Đây. Rồi, mã 13F nha cô chú anh chị. Đây. Cây me này cũng giá 1.200.000 luôn. Đó, em bán đồng giá cho cô chú anh chị dễ lựa chọn ha. Cứ ưng cây nào thì liên hệ số điện thoại của em, mua một cặp này thì em sẽ bớt tiền lại cho cô chú anh chị nè. Rồi, cây có chiều cao lên đây nghe cô chú anh chị là được 44. Còn cái tán dài ha, tán dài em đo từ đây qua đây nghe cô chú anh chị là được 62 ha. Rồi, em đo cái hoành thăng ngay chỗ này đi là được 25 nè. Còn cái phần đế đây là được 42. Cây này cái dáng trực lên, cái cành nó gớt xuống đây, về dán ông già ngay chỗ này là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cốt cành là đều hết trơn rồi ha. Rồi, me chua luôn nghe cô chú anh chị. Rồi cây này mã 13F 1.200.000 luôn đó cô chú anh chị. 1.200.000 luôn, một cây me chua liền hết trơn, không có bị lỗi lầm lỗ một gì hết. Cốt lớn rồi nè. Đó. Cái nào khuyết quá về tháo dây ra vẫn được nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã tiếp theo ha. Thì tiếp theo là mã 14F, em lên mấy cây nguyệt quế nhỏ hơn ha. Đó, cây này nó nhỏ nhưng mà gọng đẹp cô chú anh chị. Cái gọng là rất là duyên rồi nè, cây. Rồi em đo thông số nha. Cây có chiều cao lên đây là được 65. Cái tán dài em đo từ đây qua đây đi cô chú anh chị là được 66 ha. Quá trời siết dây rồi chị. Rồi cái hoành thăng em đo ngay chỗ này là được 20. Cây nó nhỏ mà nó già, nó có đế với cô chú anh chị. Cái phần đế là được 45 nha. Cây này là siết dây rồi nè, về tháo kẽm ra giúp em nha cô chú anh chị. Rồi mình tháo ra đi rồi mình tỉa theo cái tay tay như thế này đây, chứ không có cần vô kẽm nữa. Rồi mã này mã 14F nha cô chú anh chị. Cây nguyệt này em giao lưu với mình với giá 850 đi cô chú anh chị. Đó, 850.000 em bao ship cho cô chú anh chị luôn ha. Đó, cây này em ship cũng nhiều tiền lắm, tại vì cốt nó lớn á cô chú anh chị, em không có ép tàn vô được, em để y như vậy em đóng một cái thùng xốp rất là to luôn. Rồi, 14F 850.000. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn cô. Dạ rồi, tiếp theo em lên mã 15F đó cô chú anh chị. Em có một cây nguyệt quế luôn. Rồi lá sắn hoa chùm luôn. Cây này nhỏ dáng thú, nhìn duyên cây lắm. Mấy cây này về ép vô chậu chủ nhật mà trậu men á cô chú anh chị là em bao đẹp với mình luôn nha. Rồi em đo thông số đi ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là được 42 ạ. À. Rồi cái tán dài cô chú anh chị, cái tán dài em đo từ đây qua đây ha, từ đây qua đây là được 55 đó cô chú anh chị. Rồi từ đây qua đây 55. Mã này mã 15F ha. Rồi hoành thăng em đo ngay chỗ này được 18 nè cô chú anh chị. Hoành thăng là 18 mà có cái đế nè. Quay qua đây đi. Cây nè cô chú anh chị tham khảo nè, đế cắm không à, đẹp lắm. Cái gọng như một con thú vậy. Mấy cây nguyệt quế này cô chú anh chị được nuôi tay cành nè. Nó có ba cành thôi ha, nhưng mà nó mọc đúng vị trí hết trơn luôn nên nhìn duyên lắm cô chú anh chị. Nó đang có nụ nha. Mã này mã 15F ha. Cây nguyệt này em giao lưu với mình giá 1.000.000 cô chú anh chị. 1.000.000 em bao ship. Mấy cây này về cô chú anh chị sang chậu đi, em thấy là nó rất là đẹp luôn á. Tàn là ấm mịn rồi. Chị rất đẹp cô chú à. Đóng chuẩn. Rồi,
15 mét nha cô chú anh chị, 1 triệu đồng, một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm, cây liền lạc hết trơn. Dạ. Đây. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. 1 triệu thôi ha. Dạ. Mã 15. Rồi tiếp theo á cô chú anh chị, em lên mã 16F ha, thì em lên cái combo nữa nha. Thì những cái combo trước là em đã bán hết rồi nha cô chú anh chị. Đây là combo mới nha. Đó thì nó cây nó tương tự với nhau ha. Đài, rồi em đo thông số từng cây nha. Thì tùng. Combo này là mã 16F. À, thì là cũng là một cây tùng. Tùng này là tùng lá kim đó cô chú anh chị. Tùng lá kim ha. Cây này nữa cho trái nè cô chú anh chị. Đài. Cây có chiều cao lên đây được 28. Cái tán dài cô chú anh chị là được 32. Cái thân thì bằng ngón tay của em nha. Đó, cái thân nó bằng ngón tay của em, ngón út đi. Đó, ngón út nha. Nhưng mà duyên lắm, em cầm lên cho cô chú anh chị nhìn cho rõ nha. Đó, một cây tùng ha. Rồi tiếp theo nè cô chú anh chị, em đo thông số từng cây luôn cho cô chú anh chị rõ ha. Rồi. Rồi cây trên đây cô chú anh chị là cao 19 nè. Rồi cái tán dài là được 32 cô chú anh chị. Cây này là linh sam 86 cô chú anh chị. Đây em nghiêng cho mình nhìn nè. Trời ơi cái dàn cốt của nó nè. Rồi cái thân nè, lớn ngón cái của em, cái tàn nè. Này lặt lá em bao hoa luôn. Rồi cũng ép chậu hoàn thiện ha. Rồi một cây linh sam 86 luôn. Rồi tiếp theo nha cô chú anh chị, một cây mai trứ thủy trung nu. Nói chung là ba cây này duyên lắm nè cô chú anh chị, mua về cầm chơi bỏ túi. Cây có chiều cao lên đây là được 15. Rồi cây có tán dài là được 39. Cây đang nụ luôn cô chú anh chị à. Cây đang nụ nha. Một cây dáng bay rất là già, cốt cành luôn. Mấy cây nhỏ nhỏ gì chứ, ngồi điểm dây thôi cũng hết giờ nữa cô chú anh chị ha. Thì rồi bỏ đây cho chị nha. Rồi mã này là mã 16F nha cô chú anh chị. Thì ba cây như thế này đây nha. Em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 850.000 đó cô chú anh chị. Đó, 850.000. Ba cây của ngày hôm nay đẹp lắm cô chú anh chị. Ba giá 850 thôi, ship cả chậu như thế này đây nghe. Cô chú anh chị nào mà thích bonsai mini á là mình mua cái combo này nè. Một lần mình được ba cây mà toàn là cây đẹp không về mình chơi luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Ba cây 850 thôi cô chú ơi. Bao ship tới nhà cho mình luôn. Dạ, còn gì nữa không chị? Dạ rồi rồi. Em qua mã tiếp đó cô chú anh chị thì mã 17F nha. 17F em có kim quýt nữa nè. Thì đây là kim quýt vườn em ghép với kim quýt Thái. Cây này là nó đang trái nhiều lắm. Rồi nó còn xanh xanh đó. Để em đo thông số nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 38. Và có tán dài ha là được 45. Cây dáng chật luôn cô chú anh chị ha. Rồi hoành thân là được 18 luôn. Cái này em ghép lâu rồi cô chú anh chị. Đây nè cô chú anh chị có thể tham khảo nè. Bông nè, trái nè. Đó, bông với trái nhiều lắm. Mấy cây này về cô chú anh chị sang chậu giúp em nha. Mình để từ đây tới Tết nha, trái nè. À, trái nào mà nó giờ nó xanh thì Tết nó chín ha, còn bông thì nó sẽ có trái. Rồi mã này mã 17F ha. Thì cây kim quýt này ngày hôm nay ha cô chú anh chị, em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 550 à, 550.000 thôi. Đó. Rồi một cây kim quýt nha. 550.000 em bao ship cho mình luôn. Chậu thì em xin được phép rút chậu bỏ bầu nha cô chú anh chị. Cây nó thuần chậu rồi. Có cây có trái rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Đó, rồi em qua một cây nữa. Cũng là một cây kim quýt luôn. Thì kim quýt vườn em ghép bo kim quýt Thái. Cây này cái dáng nó đẹp đó cô chú anh chị. Đó. Rồi nè, cây nào cũng đang trái hết trơn luôn cô chú anh chị ha. Cây có chiều cao lên đây là được, em đo thông số đi, là được 34. Có tán dài của cô chú anh chị là được 44. Cây này cái em đo cái hoành thân qua bên đây luôn thì nó lớn, nó được 27 ha. Nói chung là nó có một cái nhánh ở đây. Đó, cũng rất là liền lạc luôn, không có bị khuyết điểm gì hết trơn luôn á. Rồi cũng đang bông đang trái luôn. Thì thôi cây này cũng bán 550 cho cô chú anh chị nha. Thì mua một cặp luôn thì em tính cho 1 triệu luôn nha cô chú anh chị. Thì chậu em không ship chậu em bó bầu. Cây đẹp không mà cô chú anh chị ơi, mấy cây này về ha. Thì mình cứ sang chậu là mình chơi thôi à. Kim quýt là dễ trồng lắm nè. Đó, em nghiêng gì cho cô chú anh chị nhìn cái vàng tàn ấm mịn rồi này ha. Bông trái nhiều lắm. Rồi, 550.000 luôn. Đó. Thì rồi. Đây là mã cuối clip của bonsai Huy Hoàng nhà em hôm nay ha cô chú anh chị. Em là chân thành cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã xem clip và ủng hộ cây của em ha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh bonsai Lục Tỉnh miền Tây những clip sắp tới ạ. Em xin chào ạ. Dạ rồi, em chào chú Huy, con cũng kính chào cô chú. Rất cảm ơn chú đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo.